Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hà Cổ Channel. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời và mình quyết định sẽ dẫn các bạn đi xem cái cách mà người dân Bali đu đưa nha. Sau khi mà đậu xe xong nữa, bây giờ một mình sẽ đi qua cái khu vực lối vào, khu vực bán vé. Mình tưởng đâu cái nhà màu cam này đây các bạn, nhưng mà không phải. Bây giờ mình sẽ rẽ trái và đi cỡ 50m nữa sẽ tới. Đường ở đây thì khá là nhỏ nhưng mà được cái sạch sẽ cả nhà hi. Như các bạn đã biết thì trên kênh của mình á, mình cũng đã ra cũng khá khá video về Bali rồi. Mình đã đi qua rất là nhiều cái khu vực. Nhưng mà có một cái đặc điểm chung của Bali mà mình thấy rất là đặc biệt các bạn. Nhà cửa dù là ở trung tâm thành phố hay là khu rừng khỉ ở Ubud hay là thậm chí ở nơi đây cũng thế, nhà rất là giống nhau luôn. Rồi thì cây xanh cũng rất là nhiều luôn á các bạn. Cái nhà nơi đang có 3 cái xe ô tô đậu đó là chỗ bán vé đó các bạn. Đa phần du khách tham gia trải nghiệm cái hoạt động này á, thường không phải là du khách nội địa mà chủ yếu là du khách nước ngoài, đặc biệt là du khách từ Úc. Tại vì từ Bali bay qua Úc thì cũng khá là gần, cỡ hơn 6 tiếng gì đó. Nên là người Úc ở đây rất là nhiều luôn và người ta cực kỳ mê cái trải nghiệm này luôn á các bạn. Trong cái khung cảnh rừng nhiệt đới xanh tốt như này, ngắm nhìn mấy chị đẹp bận cái đầm maxi xong cái đu đưa các bạn, rồi gió thổi cái tà nó bay, trời ơi đẹp đẹp nhất cái nách luôn á. Nàng nào nàng đó nhìn như kiểu là nàng thơ vậy đó. Còn về khoản chi phí cho 10 tới 15 phút sáng tạo như này thì nó rơi vào khoảng cỡ 500.000 rúp, cỡ 800.000 Việt Nam đồng trên một người á các bạn. Thì trong đó đã bao gồm vé vào cổng cũng như là các dịch vụ chụp ảnh hỗ trợ đó. Nói vui là không đẹp không lấy tiền luôn á. À tuy nhiên cũng có một số lưu ý cho các bạn. Khi mà muốn tham gia thì phải đảm bảo sức khỏe của mình không bị bệnh tim rồi huyết áp. Và đặc biệt những cái bạn nào mà sợ độ cao như mình á, thì mình khuyên là phải nên cân nhắc thật là kỹ nha. Tại vì cái này mà lỡ buông tay một cái là đăng xuất khỏi trái đất luôn á. Ngoài mấy chị em ra thì ở đây cũng rất là đông các anh con trai cũng ưa đu đưa trải nghiệm.
Bởi vậy nên là cũng phải tùy ngày nha các bạn. Nếu mà muốn mọi thứ hanh thông thì mình nên là đặt vé trước. Còn khi mà mình tới thì đôi khi mình phải xếp hàng chờ, rồi mua được vé rồi cũng phải chờ những người đi trước xếp hàng lần lượt nữa, nên là cũng khá là lâu á. Thế mới thấy người dân Bali làm du lịch giỏi các bạn ha. Từ một trò chơi rất là đơn giản mà thậm chí thì ra công viên thì cũng không có mất ngàn nào luôn, ngồi đu đưa cả ngày cũng được. Vậy mà người ta đã rất là khôn khéo, thu hút được rất là nhiều khách du lịch ở phương xa kéo tới. Vừa bảo vệ được môi trường, vừa bảo vệ được không gian sống mà lại cho được cái thu nhập rất là cao từ cái loại hình du lịch sinh thái như này. Một lời khen cho Bali thật sự rất là tuyệt vời. Và đây, cái con suối nhỏ này người ta cũng tận dụng để mở cái loại hình dịch vụ chèo thuyền kayak luôn á các bạn. Nơi đây đúng là một nơi có thể làm chiều lòng tất cả các du khách. Nếu du khách nào sợ độ cao, sợ bay bổng thì có thể xuống dưới nước chơi. Còn du khách nào cũng sợ nước thì có thể chọn ngồi trên lưng chừng như bọn mình, ngồi ngắm mọi thứ xung quanh, ngắm cây, ngắm cối, ngắm nhà, ngắm người ta đu đưa. Còn bác nào u mê quen lối về thì cũng không cần phải lo nha, tại vì quanh đây hotel, resort, rồi homestay nhiều vô kể luôn á. Và chuyến đi đu đưa ngày hôm nay của mình đã đến hồi kết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Nếu yêu thích video này, các bạn đừng quên bấm đăng ký, like và share để ủng hộ tinh thần bọn mình nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Yeah.